Yêu ngay mẫu nhà này từ cái nhìn đầu tiên. Căn nhà phố 2 tầng này có mặt tiền khiến nhiều người liên tưởng đến chiếc trong chóng. Mặc dù nhìn khá đơn giản nhưng lại rất thích mắt. Căn nhà có diện tích 5 x 15m, có tới 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, nhìn chung không gian nội thất ấm cúng. Kiến trúc sư sử dụng gam màu trắng trang nhã làm chủ đạo, kết hợp cùng gạch bông gió. Không làm ngôi nhà quá nổi bật và tách biệt cùng cảnh quan xung quanh, nhưng vừa đủ thu hút ánh nhìn ngay từ xa. Căn nhà này là minh chứng rất rõ ràng cho việc không cần quá nhiều tiền nhưng vẫn có thể ở nhà đẹp.